Quay sáng về đói quá rồi. Thử nha. Dạ anh cậu, đây là phần, đây là phần bình thường. À, phần bình thường à, nóng nha. Phần bình thường dành cho bạn này. Ý là bóng quay chưa các bạn? Bóng quay rồi. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lại channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đến ăn một cái quán. Quán này là bánh mì Úc Lai nha các bạn. Nó nằm ở số mấy Huỳnh Thúc Kháng này? 144 à? Hả? Nói chọc quên. Được, cảm ơn. Nó nằm ở số 144 Huỳnh Thúc Kháng nha các bạn. Và bây giờ thì hãy cùng mình trải nghiệm ẩm thực tại đây nhé. Và đây thì mình đã gọi một phần đặc biệt và một phần bình thường. Một phần đặc biệt thì nó có giá là 70.000. Còn một phần bình thường thì nó có giá là... À, cái này là... À, dạ. À, dạ, 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 dạ. Chị muốn đổi là nhỏ không? Dạ không, dạ không, được rồi ạ. Dạ, được rồi ạ. Dạ, con cảm ơn ạ. Đây là phần đặc biệt, có giá là 75.000. Người ta sẽ cho mình một cốc nước đá. Ở bên trong bánh mì thì rất là nóng luôn nha các bạn. Thìa thì được đóng gói. Nó còn ướt nè. Ở đây có cả thằng ướt nữa. À, dạ. 144 Huỳnh Thúc Kháng ạ. Bánh mì bò kho. Cái này thì mình hồi trước mình có đi ăn, có ăn một lần rồi. Rồi ok, bây giờ ở trong này thì sẽ có mình thấy hai quả trứng. Cái này là lạp xưởng nhỉ. Cái này lạp xưởng nè. Cái này một phần chả nè, phần chả rất là lớn luôn nha. Cái này là thịt, thịt nguội. Đây là sẽ có bò kho. Wow, nhiều cục bò kho lắm nha. Bò kho có vẻ nhìn rất là ngon. Rồi bên này là cục này là pate. Có cà rốt, có rau hành rất là nhiều luôn ạ. Đấy, tuyệt vời chưa? Ngoài bên này á là sẽ có một cái phần rau ăn kèm gồm có cà chua, dưa leo, xong cái là rau, còn phía này là sốt nha các bạn. Đây bánh mì ạ. Ok, mời các bạn dùng nha. Mình sẽ dùng chi su nhé. Cho một chút tiêu nhé. Ok, mà các bạn dùng buổi sáng nha. Cảm ơn bánh mì số này có rất nhiều kiểu ăn nha. Mình cũng có thể bỏ từng cái miếng đồ ăn lên bánh mì, xong mình kẹp lại mình ăn. Còn mình đó thì sẽ chấm. Cái nước sốt ở đây là nước của cái bò kho các bạn. Nó dễ cục đặc đặc á. Chấm bánh mì thì rất là hợp lý. Trứng ở đây thì nó vừa chín tới. Thử một miếng bò kho nha. Bò kho găm vô có vẻ là mềm lắm. Giờ mình sẽ cho một ít lạp xưởng vào trong cái bánh mì nè. Mình sẽ ăn một miếng đầy đủ nha các bạn. Rồi có ai thấy cái đĩa bánh mì Úc Lai này mà kiểu nước miếng tiếc không ạ? Rau đi.
khi mà mình ăn một phần mà đầy đủ các bạn, có chả này, có pate, có thịt, nói chung là có nhiều thứ là nó sẽ ngon hơn, hợp lý luôn. Cái phần chả này thì cũng rất là ngon nha các bạn. Thịt nguội thì hầu như mình ăn ở kiểu ở đâu thấy nó cũng vậy á. Còn trứng thì nó kiểu vừa chín tới, rất là béo. Cái này ăn nóng nha nó mới ngon. Còn đây là thịt, thịt thì nó không có mềm, kiểu mềm bị mềm nhũn, nó mềm nhưng mà nó vẫn kiểu sao ta, nó mềm nhưng mà nó không bị bở, nó không bị bị nhũn hết ra các bạn, rất là cuốn luôn. Wow, phải lửa vực đằng sau luôn. Chua. Cái này giống như cucumber, baby cucumber đó. Ớt hả? Ớt thôi cucumber, không. Không phải không? Dưa leo. Rõ, baby cucumber. Ăn phát, ăn phát. Rau muống. Rau muống. Rồi hay rồi. Rồi. Anh đi đất này. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ. Quay sáng về đói quá rồi. Thử nha. Chữ mới được ăn ngon như đây là phần rồi. Rồi rồi, bơ này, bơ này, bơ này. Cây nó cũng gạch bỏ ăn tiêu, tiêu và ăn giống như mà gạo đó, nó phải như rứa. Người Đà Nẵng mình ăn cay phải như vậy chứ. Cái này không có cay nè, nó ức không đó. Đây nó có lấy một quả rồi đây mà nãy giờ tìm ra. À đó đó, ăn đây. Vô đây luôn. Vô đây luôn, đó đúng rồi. Rồi đúng rồi. Ngọc hơi thèm phần nữa, phần không ăn nữa nha. Chúng. Cũng hợp với, hợp với ứng mỹ.
chú cho con ổi mì đựng chứ. Ngon dịu nổi đúng rồi. Dạ. Lấy thêm một ổ nữa à, đây nè, bỏ đây lại. Nó phải bánh mì dồn như này, nghe này. Nghe chưa? Vô là mình gọi sẵn sàng là mình gọi là mình vô quốc liền đó. Nóng ngon thịt nhiều tiêu đi. Dạ có một phần nhỏ đây nè. Cô ơi, cô cho con quay lúc cô đang làm việc đúng không ạ? À dạ, con cảm ơn cô ạ. Một phần ba trứng như vậy là phần đặc biệt quá hả? Đặc biệt, ăn chín khô không? À đặc biệt là hai trứng. À dạ, một phần đặc biệt là hai trứng. Một trứng là bình thường như là một trứng. Buổi sáng mình mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ? 5:30 bắt đầu báo, rồi nên là 5:30 6:00 kém rồi. Rồi đến 10:00 rồi thấy. À. Trời, cái nồi bò kho đã quá ha. Cái nồi này bao nhiêu lít đó bà? Nhiệt quá đây 50 lít. Đây 50 lít. Bán từ mấy giờ buổi sáng là 6 giờ. 6 giờ tối đó. Dạ. Tiếng được 10 giờ kém là hết là hết rồi. Còn bán khi nữa cái nồi nhỏ xí. Dạ. Thái phân nhỏ 14. 30 mấy năm rồi. Hơn một tuổi của con. À, hơn một tuổi con nữa. Dạ. Đi không hành nè. Ủa bà Lâm trên bán rồi. Không hành. Không, cũng lớn. Cái này kia bà Lâm. Đây là bé mấy đứa nhỏ. Bên này là có trứng mà gì bà Lâm cho anh bé. Ok, như vậy là mình đã trải nghiệm xong ẩm thực tại 144 hình thức khá món bánh mì ốp la rồi nha các bạn. Bây giờ thì đi về thôi. Đi về ăn. Đi về.